Hôm nay nắng nóng nên mình vẽ tặng các bạn ly trà sữa dâu nè. Có bạn nào thích uống trà sữa như mình không? Vẽ cốc rồi trang trí nha. Ai thích thỏ đâu điểm danh nè. Trà sữa dâu thì đâu thể thiếu dâu đúng không? Có dâu rồi phải có thêm chân trâu. Tô màu nữa là xong.